Chào mọi người nhìn lên, chào mọi người. Hôm nay mà ba mẹ con khoe quà sinh nhật của mẹ Thi Thi Lily hôm qua được tặng nha. Hôm qua không quay clip gì hết mọi người. Hôm qua không quay clip gì hết bởi vậy hôm nay khoe quà thôi cho mọi người xem. Năm nay corona ở nhà mà cũng được bạn đem tới tặng quà nha mọi người. Còn cái quà đâu rồi? Lấy quà của papi đâu rồi? Của papi. Đi hết. À. Thì lấy nước cho em uống thôi. Nè mọi người, hôm nay năm nay tặng cái quà này mà tặng quà khôn lắm mọi người. Quà này là mọi người biết sao không? Cái này là cái máy hút bụi mà để hút cái để hút cái nệm á mọi người. Cái nệm là để chống mấy con giống như mấy bụi bặm với mấy con vật nhỏ nhỏ chống dị ứng á mọi người. Cho nên thấy dạo này trên Facebook nhiều người mua mấy cái máy này nè. Cho nên là lần trước nói papi PC là cái này là tốt sức khỏe nè, để hút cho khỏi bụi, vì ở nhà ba mẹ con đều dị ứng bụi, nên là papi PC canh hàng giảm giá mua đợt này đúng dịp sinh nhật luôn, xong tặng sinh nhật luôn. Nên mọi người, cái hiệu này là hiệu Hoover đó mọi người. Nếu có ai để sẽ xài thử rồi sẽ review cho mọi người biết là nó tốt không. Cái máy hút bụi. Cái niệm đó nè. Cho mọi người xem. Để lỡ ai thích thì mua. Cái máy này là hút bụi đó. Cái máy này là khá là được không vậy? Cái máy này nó không có rời đâu. Nè mọi người, để hút nệm nè, nhỏ gọn nè. Nghe nói cái này hút nó bụi nó ra nhiều lắm, cho nên là cái nệm của mình ngủ hàng ngày như vậy á thì mình đâu có thể nào giặt được cái nệm đâu, chỉ có giặt cái bọc nệm thôi. Cho nên có cái máy này sẽ tiện lắm mọi người. Nghe nhiều bà mẹ khen lắm là ngủ đỡ bị dị ứng, mà nhà này ba mẹ con đều bị dị ứng luôn, dị ứng nặng luôn mọi người. Bụi bặm rồi những cây hoa lá cành tùm lum hết, mà bụi bặm thì ngày nào cũng ngủ cái niệm nó đâu có sạch đâu. Nên để sẽ cố gắng xài cái này thường xuyên rồi review cho mọi người biết kết quả nha. Rồi qua cái tiếp rồi cái hoa. Cái này cho mọi người, papi Titi tặng cho bó hoa này nè, nó thơm. Bởi vì mẹ của Vy An nói là không thích mua hoa tốn tiền á, tại vì hoa để có 2-3 ngày nó tàn á, cho nên mua nguyên cây luôn, mua nguyên cây hoa luôn mọi người, mai mốt nó sẽ mọc lại. Hoa này hoa gì ta? Cái này hoa mình không nhớ cái tên hoa này hoa gì nè. Rồi bây giờ đây nè, quà của hai chị em đâu rồi? Của hai chị em thôi đó chứ. Của hai chị em làm tặng này mọi người. Làm với em. Gửi cho mọi người xem đi. Khoe cho mọi người xem. Đi đâu rồi, khoe ra cái nào của Ly đâu? Cái này của Ly hả? Mà hết cung luôn. Cái đó của em mà mấy chị em chung. Cái này là mình vẽ một bên là khi thi vẽ một bên Ly làm. Năm nay Lily vẽ tiến bộ này mọi người. Con yêu mẹ. Phải không? Dạ. Rồi bên này. Rồi cái này Lily vẽ. Con eo xong em tô màu. Xong Lily tô màu. Cái này là mẹ. Cái này hai đứa làm cái bỏ cái tim làm cái gì dây chuyền. Dạ. Có vô không trời? Dạ. Vô. Này Ly nhìn nè. Ly áo của nó. Rồi cảm ơn hai đứa. Mua Ly. Cái vẽ gì đó ngồi nhìn qua mọi người kia. Mọi người nhìn Ly kìa.
Rồi có người bạn ghé tặng quà nữa nè mọi người, một chai nước hoa. Năm nay dịch corona còn được đến tặng quà này. Mà nước đem hoa mà nói là mẹ dùng dữ luôn hả? Thì không biết cái mùi này mẹ có xài gì không? Xài mẹ bị dị ứng chắc mẹ bị dị ứng. Có mấy cái mẹ có mấy mùi dị ứng nước hoa nặng không xài được. Khi thi chắc khi thi xài được. Còn này mới có bạn ghé tặng mình quà mở ra mọi xem người. Thử được không? Thôi chút xíu. Có bạn đem tới tặng quà này mọi người. Mọi người bóc nè, bóc nhà đồng rồi tặng thêm cái thẻ để đi shopping nữa nè. Cái này dì Thu tặng. Dạ, dì Thu mới đem tới tặng. Cảm ơn dì Thu nhiều. Bỏ trong thùng thư nên vừa mới mở ra mới biết là có quà đó mọi người. Sinh nhật năm nay ấm cúng. Dù corona nhưng mà còn vẫn được nhớ đến nè. Bắp này bắp Việt Nam với mọi người trồng ở đây á, chút xíu mình hấp thử ăn nha. Dạ. Dạ. Nào thì. Đó, sinh nhật không có gì làm gì nhiều hết mọi người. Sinh nhật vậy thôi á mọi người. Đơn giản thôi, ở nhà không đi đâu hết, mấy tháng rồi không đi đâu hết. Nên bây giờ sắp đi học lại rồi. 30 tháng 8. 30 tháng 8 đi học lại rồi. Ngồi thẳng đi nha. Xong rồi lúc đó tha hồ ra đường đó, đi học là có ra đường rồi. Dạ, nói thật là đường. Đường trước mình không ra đường trường nhiều, xong ra đường là nó thích. Đúng rồi. Dạ. Đấy, Liên Hương đi học dạ. Là phải đem thêm nước xịt tay, rửa tay thường xuyên ha. Nhìn mọi người kìa, Đó. Sinh nhật 43 tuổi rồi mọi người. Hơn nửa đời người rồi. Bây giờ nửa đời người còn lại chỉ cần sống được khỏe mạnh, vui vẻ, hạnh phúc gì là mừng được, không mong gì hơn hết. Nè, nhìn lên. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi nha. Thì khi nào rảnh sẽ quay clip khác để xài cái này xong review cho mọi người xem cái hiệu này có tốt không thì để ai cần thì mua nha. Bye bye mọi người, Lily. Bye bye. Bye bye. Bye mọi người, chúc mọi người vui vẻ nha. Vẽ những cái mặt xuống không á. Yeah, con đang thử làm cái đồ cho Barbie. Thì đó thử khoe cho mọi người xem đi. Cái mền nhỏ Barbie mà xài bằng giấy. Barbie mất gì mà làm rồi Barbie là phải làm vải. Mà không biết kệ nó chưa làm. Chứ làm giấy là không được. Cái tí Lily thích bóc kìa. Dạ, biết không làm được không? Bây giờ chút xíu mày hấp. Yeah. Bây giờ sắp đến giờ ăn tối rồi. Dạ. Nấu được ăn tối ăn về là không có. Dạ. Không có ăn được chút xíu. Rồi thôi, chào mọi người. Bye bye mọi người. Bye bye. Mọi người vui vẻ, mạnh khỏe.